Dạ, tiếp theo em xin giao lưu một cây sam hương đã ấm tàn sống khỏe ha. Cây đã được vào chậu gốm Nhật rồi nè. Bộ chi giam của nó đã khá là dày rồi ha. Đang bung lọc non rất là đẹp. Cây này về mình cứ để bàn thế này mình giam thôi, mình cũng không cần phải thay chậu hay làm gì thêm cho nó nhiều ha. Có thân to có ngón tay cái và cao khoảng tầm 8-9 cm. Giờ rồi em xin giao lưu cây sam hương mini để bàn đá thuần chủ nhật sống khỏe này với giá là 150.000 em bao ship ha. Mọi người ai quan tâm có thể liên hệ với em qua Zalo để phần mô tả. Đó, những cây mà nhỏ nhỏ như thế này mình ở chung cư hay nhà diện tích nhỏ mình để bàn mình chơi sẽ rất là đẹp nè, nó không tốn nhiều diện tích của mình ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi video của em.